Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2023, Ban Quản lý Dự án Bờ Len, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Bản Lang thực hiện mô hình sinh kế nuôi ong mật cho đoàn thanh niên ở bản Nậm Lùng. Hiện đàn ong đang sinh trưởng, phát triển tốt. Các hộ chăn nuôi đã tuân thủ đúng kỹ thuật được hướng dẫn. Anh Phan Láo Tả là một trong những đoàn viên thanh niên ở bản Nậm Lùng, xã Bản Lang tham gia mô hình sinh kế nuôi ong mật. Được biết anh Tả đã có kinh nghiệm nuôi ong lấy mật từ năm 2016 với số lượng duy trì từ 10 đến 30 đàn ong. Ngoài ong giống, anh còn đầu tư mua sắm thêm thùng quay mật, đồ bảo hộ với mong muốn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, thời gian qua, anh Tả chỉ chăm sóc đàn ong bằng những kinh nghiệm sẵn có, cho nên mỗi năm anh chỉ thu được khoảng 50 lít mật, tương đương khoảng 10 triệu đồng. Khi tham gia mô hình kinh tế nuôi ong lấy mật, anh được hỗ trợ 2 thùng ong giống và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn tỉ mỉ kỹ thuật chăm sóc cho ong. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, anh Tả đã nắm vững kỹ thuật nuôi ong lấy mật và thường xuyên hướng dẫn lại cho những thanh niên cùng tham gia mô hình. Giờ ong thì đang lao vào vụ lao cầu một thùng hiện tại đang có 2 cầu, xong lao vào 3 cầu qua tép riêng, khả năng trong những 65 thùng ong đấy khả năng sẽ dự tính đến 4 đến 6 cầu trên một tổ, và mỗi tổ đấy trung bình quay mật mỗi tổ sẽ tầm 1 lít một tổ. Mô hình sinh kế nuôi ong mật tại xã Bản Lang có 20 học viên là đoàn viên thanh niên ở bản Nậm Lùng tham gia, với 40 thùng ong được hỗ trợ ban đầu. Các học viên tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật dọn vệ sinh khu vực nuôi ong, kỹ thuật chăm sóc ong như vệ sinh thùng ong, pha đường cho ong ăn, ủ ấm cho ong, tiêu diệt sâu bệnh hại. Hiện nay, đàn ong giống sinh trưởng phát triển tốt. Các hộ chăn nuôi đã tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật được hướng dẫn và không có dịch bệnh xảy ra. Do đàn ong phát triển mạnh, đa số các hộ đã thêm chân cầu. Ban đầu dự án hỗ trợ một thùng chỉ có 3 cầu. Đến hiện tại, một số thùng ong đã được thêm cầu. Theo đánh giá, mô hình nuôi ong mật mang lại hiệu quả kinh tế cao, thích ứng với các điều kiện khí hậu, phù hợp với trình độ lao động tại địa phương. Sản lượng mật ong ước đạt 420 lít mật ong trên năm sẽ mang lại doanh thu cho học viên ước khoảng 84 triệu đồng trên năm. Đến giai đoạn mở rộng và phát triển dự kiến với sản lượng gia tăng gấp 2 đến 3 lần sẽ tăng thêm thu nhập cho các học viên từ 2 đến 3 lần. Chúng tôi đã cử các đồng chí viên chức trung tâm là đi hướng dẫn kỹ thuật cho mô hình. Và đến thời điểm hiện tại thì đàn ong phát triển tương đối tốt. Cái thứ hai là tính bình quân hàng năm thì đối với một đàn ong thì là có thể thu nhập từ 10 đến 12 lít trên năm. Như vậy là tương đương là một đàn ong thì một năm đồng chí sẽ thu được khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một thùng ong, và nên lại hiệu quả kinh tế. Mô hình nuôi ong mật đã tạo cơ hội cho thanh niên cũng như người dân xã Bản Lang tiếp cận với kỹ thuật mới về nuôi ong, giúp dần xóa bỏ được tập quán nuôi ong tự phát, giảm sự lây lan dịch bệnh, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt do được đàn ong thụ phấn cho hoa, đồng thời giúp lao động địa phương có tư duy sản xuất nông sản chất lượng, phục vụ nhu cầu của thị trường, góp phần nâng cao thu nhập